Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Vĩnh Long, giá lươn nuôi giảm, tiêu thụ chậm, sản lượng tồn đọng nhiều. Theo các hộ nông dân nuôi lươn trong tỉnh Vĩnh Long, thời gian gần đây giá lươn nuôi luôn ở mức thấp, dưới 100.000 đồng 1 kg, nhiều hộ đã treo hồ. Hiện, có khoảng 30.000 con lươn đến thời điểm tiêu thụ, nhưng người nuôi vẫn chưa liên hệ được thương lái để bán. Vào thời điểm này, giá lươn nuôi thương phẩm loại 3 con 1 kg đã giảm xuống chỉ còn 85.000 đến 90.000 đồng 1 kg. Đây là mức thấp nhất từ trước đến nay, giảm khoảng 90.000 đồng 1 kg so với thời điểm chưa bùng phát dịch COVID-19. Giá lươn giảm nên việc xuất bán của các hộ nuôi lươn gặp nhiều khó khăn. Sau thời gian nuôi 8 đến 10 tháng, lươn có thể đạt trọng lượng 250 đến 300 g một con thì có thể xuất bán. Với mức giá như hiện tại, nông dân bán 1.000 con lươn thu lãi khoảng 1,5 triệu đồng. Tại huyện Long Hồ, địa phương có số lượng nuôi lươn thương phẩm nhiều của tỉnh Vĩnh Long, những hộ nuôi lươn cho biết, khoảng 2 năm nay, giá lươn giảm liên tục nên người nuôi thu lãi rất thấp, nếu trong quá trình nuôi mà bị hao hụt thì sẽ không có lời. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.